Chào các bạn, hiện tại EasyTech đang ở trong siêu thị Kroger. Thì đây là một cái siêu thị rất là lớn ở Mỹ và siêu thị này lớn cạnh tranh với lại các cái siêu thị khác như là Walmart. Siêu thị này thì bán rất là nhiều thứ, gần như là tất cả những gì mà chúng ta cần trong cuộc sống hàng ngày thì đều có siêu thị này, từ đồ ăn, thịt, cá, tôm đến quần áo đều có hết. Và có một cái đặc điểm ở siêu thị Kroger đấy là tất cả các siêu thị đều có một cái gian hàng riêng để bán những cái thức ăn mà người ta gọi là international, có nghĩa là từ khắp các nơi trên thế giới. Và như các bạn thấy ở đây là EasyTech đang đứng trước gian số 16, thì cái gian này gọi là international, và cái gian hàng này sẽ bán tất cả các đồ ăn lừa của châu Á. Vì các bạn nhìn thấy là có Asian food, salad dressing, ketchup, mustard, rồi tất cả những cái đồ của châu Á thì đều có ở cái gian này. Thì rồi chúng ta sẽ đi xem là họ có những cái gì nhé. Thì ở đây đầu tiên là các bạn nhìn thấy là có choco pie. Đấy, sau đó là đến các cái loại bánh chúng ta hay ăn ở nhà, bánh cookie. Và rồi một số những cái loại mì tôm. Mì tôm này thì là của Hàn Quốc. Rồi có mì udon của Nhật Bản. Thì cái khu này là khu bánh và mì. Một số những cái loại wasabi. Rồi một số những cái loại nước dừa để mà làm chè hoặc là nấu xôi có thể cho vào cho nó thơm. Thì cái chỗ này là toàn bộ là hàng liên quan đến các cái đồ ăn khô. Đi gần vào một chút để xem là mì tôm của họ như thế nào nhé. Đây là một cái mì udon. Mì này thì mình gọi là mì cốc đây, cũng có thể bỏ ra và cho nước nóng và là có thể ăn được luôn. Noodle soup. Và cái này thì giá bình thường là 2.19, 2 đồng 19, nhưng mà hôm nay họ giảm giá xuống còn 1 đồng 46. Đây là một cái pack mì. Mì này chắc là của Thái, Nong Shim mà. Đây, mì này mì cay. Thì một cái pack như này là sẽ bao gồm là 4 gói. Giá là đâu đó khoảng tầm 4 đồng. Có một số những các loại mì khác. Đây là mì kimchi của Hàn Quốc đây. Thì ngoài là green kimchi. Chỗ này thì bán các cái loại pad thái để mình có thể nấu được cái món ăn. Pad thái là cái món rất là nổi tiếng, gần như là ở cái quán ăn nào của Thái Lan thì cũng đều có món pad thái. Có cả một số loại bibim snack. Chắc là của Thái đây. Và một số những loại nước uống, nước dừa. Ở hàng dưới cùng là họ bán gạo, có các loại gạo. Cái gạo này là có chữ tiếng Việt, gạo này là gạo của Thái nhưng mà cũng có chữ tiếng Việt ở đây. Gạo thơm thượng hạng, gạo thơm thượng hạng này, gạo jasmine. Hàng dưới là gạo. Chỗ này thì là các cái loại gia vị, tương ớt, nước mắm. Đấy, như ở đây sẽ có một cái hộp. Có ghi chữ tương ớt ở đây. Có chữ tương ớt ở đây. Rồi một số những loại gia vị. Ở đây thì là bán xì dầu, soy sauce đây. Có cái chữ là xì dầu loại nhẹ này. Xì dầu loại nhẹ, light. Và giá là khoảng tầm 4 đồng, gần 4 đồng. Bên này thì có một số những cái loại xì dầu khác, soy sauce khác. Rất là nhiều các cái loại xì dầu. Và họ cũng có ghi chú các cái thứ tiếng khác nhau. Có cả tiếng Việt của mình để cho mình có thể dễ quan sát. Đây là một số những cái loại bột nêm, gia vị để khi mình nấu ăn. Giống như mình hay cho cái bột nêm Knorr ở nhà. Ở đây thì có giấm và nước mắm. Cái này là... đây người ta ghi là nước mắm Việt Hương. Tiếng Anh là fish sauce. Và nó có giá khoảng 3 đồng, 2 đồng 79. Như vậy là đủ cả. Xì dầu có, nước mắm có, tương ớt có, mì tôm có. Rất là nhiều đồ cho người Việt Nam mình có thể ăn được. Thì đấy là cái gian hàng mà châu Á
họ cũng có bán các cái đồ ăn đặc biệt của người châu Âu nữa, người ta ghi là European Food đây. Thì ở đây chủ yếu là các cái đồ ăn đóng hộp, có các loại ô liu. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, thích và subscribe, đăng ký để ủng hộ EasyTech Class nha. Cảm ơn các bạn nhiều.